Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý khán thính giả theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Phát hiện mới, thời gian ủ bệnh của virus corona lên đến 24 ngày. Theo tờ Straight Times, nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu thu thập từ hơn 1.000 bệnh nhân nhiễm virus corona tại Trung Quốc cho thấy Thời gian ủ bệnh của virus có thể kéo dài tới 24 ngày, thay vì 14 ngày như nhiều dự đoán đó của các chuyên gia. Ngoài ra, có chưa đến 1 phần 2 số bệnh nhân có triệu chứng sốt khi lần đầu bị cách ly. Nghiên cứu do một nhóm khoảng 30 nhà nghiên cứu từ các bệnh viện và trường y khoa Trung Quốc. Đứng đầu là tiến sĩ Yong Shan, một nhà dịch tễ học người Trung Quốc và là người đã phát hiện ra virus gây bệnh SARS. Theo Yong, chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết về virus chết người 2019 ncov. Trong quá trình nghiên cứu, họ phát hiện thấy tình trạng sốt xảy ra ở 32,8% của bệnh nhân, nhưng sau đó đã tăng lên 87,9% sau khi họ nhập viện. Tập cận bình tự tin Trung Quốc sẽ chiến thắng dịch virus Corona. Hãng tin Reuters cho biết, ông Tập Cận Bình vào hôm mùng 10 tháng 2 lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi dịch viêm phổi do virus Corona chủng mới bùng phát tại Trung Quốc. Đồng thời tuyên bố chính phủ sẽ áp dụng biện pháp hơn để ngăn chặn dịch bệnh lây lan chúng ta phải tự tin rằng cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng trong trận chiến chống lại dịch bệnh này. Ông Tập nói với các nhân viên y tế trong chuyến thị sát bệnh viện ở quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh. Hình ảnh trên truyền thống nhà nước Trung Quốc CCTV cho thấy ông Tập đeo mặt nạ y tế màu xanh tới thị sát công tác đối với đối phó dịch virus corona của một bệnh viện tại Triều Dương và trò chuyện qua video với các y bác sĩ ở Vũ Hán. CCTV đưa tin, ông tuyên bố Trung Quốc sẽ cố gắng đạt được các mục tiêu kinh tế và xã hội trong năm nay và có những biện pháp để giảm thiểu tác động của dịch bệnh. Philippines chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ Reuters dẫn tin từ quan chức Philippines hôm nay, ngày 11 tháng 2, cho biết Tổng thống Duterte đã gửi thông báo chính thức cho phía Mỹ về quyết định hủy hóa thỏa thuận các lực lượng viếng thăm VFA. Đã đến lúc chúng ta phải dựa vào chính mình. Chúng ta sẽ tự củng cố năng lực phòng thủ và không dựa vào bất kỳ quốc gia nào khác. Ông Salvador Canelo, người phát ngôn Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11 tháng 2 cho biết tại buổi họp báo Manila, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin xác nhận trên Twitter rằng Đại sứ quán Mỹ tại Manila đã nhận được thông báo việc chấm dứt thỏa thuận có hiệu lực trong 180 ngày sau khi thông báo được gửi cho phía còn lại. Theo Reuters, Tổng thống Duterte đưa ra quyết định sau khi chỉ huy hàng đầu của cuộc chiến chống ma túy, cựu cảnh sát trưởng Ronald De La Rosa bị phía Mỹ hủy thị thực vì vấn đề liên quan đến việc giam giữ thượng nghị sĩ và phê bình đối lập. Cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên tranh cử ở Hàn Quốc. AFP cho biết, ông Tia Yong-ho, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại London, đào tẩu tới Seoul năm 2016, tuyên bố hôm 11 tháng 2 rằng ông sẽ tranh cử chức nghị sĩ tại Hàn Quốc. Khi người dân và tầng lớp thượng lưu Triều Tiên chứng kiến Tia Yong-ho, cựu quan chức ngoại giao của Bình Nhưỡng, có thể trúng cử ở Hàn Quốc chúng ta sẽ tiến một bước gần hơn tới sự thống nhất thực sự mà chúng ta vẫn hy vọng. Ông Tia nói, ông Tia hiện đã gia nhập Đảng Đối lập Hàn Quốc Tự do, LKP. Ông có thể sẽ ghi danh ở khu vực bầu cử ở quận Gangnam, Seoul, trong một những thành trì của đảng. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ông trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 15 tây tháng 4. Sau khi sang Hàn Quốc, ông Tia nói với các phóng viên rằng ông đã quyết định đào tẩu vì bị vỡ mộng với chế độ bình nhưỡng và tránh cho con cái một cuộc sống khốn khổ ở Triều Tiên. Đài Loan kêu gọi Philippines dỡ lệnh cấm đi lại với công dân ở của hòn đảo. Chính quyền Đài Loan hôm nay kêu gọi Philippines dỡ lệnh hạn chế đi lại đối với công dân của hòn đảo sau khi Manila áp lệnh trên với người Trung Quốc nhằm kiểm soát dịch virus corona. Mặc dù số ca nhiễm bệnh của Đài Loan không lớn, Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết họ đã liên lạc với chính quyền Manila để tìm cách dỡ bỏ lệnh cấm được áp dụng vào hôm 10 tháng 2 khiến một số công dân của hòn đảo tự trị bị mắc kẹt tại các sân bay của Philippines. Chúng tôi có kênh liên lạc riêng và có các văn phòng đại diện ở Philippines, bao gồm cả văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao, nhằm thể hiện rằng chúng tôi không phải là vùng nhiễm virus corona của Trung Quốc. Reuters dẫn lời phát ngôn viên cơ quan giao Đài Loan Âu Giang An nói tại Đài Bắc hôm nay. Người đưa tin dịch virus corona từ Vũ Hán bị báo mất tích. Trần Thu Thực, 34 tuổi, nhà báo tự do đưa tin từ vùng dịch Vũ Hán đã mất tích. Trần đến thành phố Thanh Đảo, tỉnh Đông Sơn, Trung Quốc, một ngày sau khi chính quyền phong tỏa Vũ Hán, tâm điểm dịch chủng mới của virus corona. Trần bắt chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Vũ Hán vào đêm giao thừa. Trong video đầu tiên ở Vũ Hán khi anh vừa rời tàu cao tốc ở ga Hankou, trần nói tôi sẽ dùng máy ảnh của mình để chứng kiến và ghi lại những gì đang thực sự xảy ra dưới nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của vũ hán tôi sẵn sàng giúp truyền tiếng nói của người vũ hán ra thế giới bên ngoài trần đã đăng các hình ảnh của vũ hán lên mạng xã hội những người bạn của trần cho biết họ thường xuyên gọi điện thoại cho anh để xem liệu anh có bị nhà chức trách đưa đi vì những báo cáo của mình hay không đến sáng sớm Ngày 6 tháng 2 họ không thấy Trần trả lời điện thoại. Ngày 7 tháng 2 mẹ Trần xuất hiện trong một video đăng trên tài khoản Twitter của anh nói rằng con trai của bà đã mất tích. Anh tuyên bố virus corona là mối đe dọa nghiêm trọng đang đến. BBC dẫn tin của chính phủ Anh hôm nay, ngày 10 tháng 2 vừa tuyên bố virus corona là mối đe dọa nghiêm trọng đang đến cho sức khỏe cộng đồng cùng lúc công bố các biện pháp mới để chống sự lây lan của bệnh dịch. Theo biện pháp này, mọi người giờ đây có thể bị cưỡng bích, cách ly và sẽ không được tự do rời đi. Đã có hơn 40.000 ca nhiễm corona trên toàn cầu, đa số là ở Trung Quốc. Với 4 trường hợp Anh, tổng số người chết ở Trung Quốc hiện là 908 người. Văn bản trên xuất hiện sau khi Bộ Ngoại giao thuê hai chuyến bay chở người hồi hương ra từ Vũ Hán thành phố nơi corona xuất hiện. Trung Quốc nói 27 người nước ngoài nhiễm virus corona, 2 ca tử vong. Router dẫn thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng 27 người nước ngoài ở nước này đã được xác nhận nhiễm chủng với virus corona vào sáng thứ hai, ngày 10 tháng 2 và hai người tử vong. Một người Mỹ đã chết vào ngày 6 tháng 2 và một người Nhật đã chết vào ngày 8 tháng 2. Phát ngôn viên của Bộ là cảnh sát Nói trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, ông thêm rằng có ba người đã được xuất viện. <laughs> người Trung Quốc quay lại làm việc Rau đầu thông tin, người lao động bắt đầu quay trở lại văn phòng và các nhà máy trên khắp Trung Quốc vào thứ Hai, ngày 10 tháng 2, khi chính phủ nới lỏng một số hạn chế làm việc trong dịch bệnh virus corona đã giết chết hơn 800 người, chủ yếu ở Đại Lục. Tổng ca tử vong vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 2, là 97 người lớn nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 12. Cổ phiếu và dầu rớt giá trong khi vàng là nơi trú ẩn an toàn tăng khi số người chết vì bệnh dịch corona nhiều hơn dịch xa cũng do một chủng khác của virus corona gây ra vào năm 2002 và 2003. Người trên du thuyền bị cách ly ở Nhật giải khuây bằng xem tường thuật giao trải Oscar. Một số hành khách du lịch thưởng thức những bữa ăn xa hoa, những người khác xem phim hoặc dán mắt vào chương trình được phát sóng trực tiếp giải Oscar của người hàng lâm. Một số khác may mắn hơn thì có chỗ tận hưởng không khí trong lành ở trên bông. Gần một tuần sau khi tàu công chúa kim cương Diamond Princess bị cách ly tại Yokohama hàng giờ trôi qua trong buồn chán và 66 người nữa cho kết quả dương tính với virus corona đưa tổng số ca nhiễm bệnh trên tàu lên tới 136. Các quan chức y tế cho biết việc kiểm dịch sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 2 trừ khi có điều bất ngờ nào đó xảy ra, nghĩa là còn gần hơn một tuần nữa, gần 3.700 người gồm nhân viên của tàu và hành khách mới được giải thoát, trong đó có nhiều trẻ em lẫn người già. Who đưa ra cảnh báo mới về virus Vũ Hán Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ hai ngày 10 tháng 2 nói rằng sự lây lan của các trường hợp nhiễm NCoV ở những người chưa từng đến Trung Quốc có thể là tia lửa làm bùng phát một đám cháy lớn hơn. Và thế giới không được để dịch bệnh vượt qua khỏi tầm kiểm soát theo Reuters. WHO cho biết có 168 phòng thí nghiệm trên toàn cầu sở hữu công nghệ phù hợp để chẩn đoán cho người nghi nhiễm virus Vũ Hán. Tổ chức này cho hay nhiều công ty đã phải vật lộn để tìm các mẫu virus lâm sàng, virus COV, NCOV trên các bệnh nhân nhằm xác nhận các xét nghiệm mà họ đã phát triển. Một tuần trước, chỉ có hai phòng thí nghiệm ở châu Phi và có thể chẩn đoán virus NCOV vì thế, Hu bày tỏ hy vọng rằng các quốc gia ở châu lục này có thể cải thiện tình hình hiện tại. vào thứ ba, Hu sẽ chủ trì một cuộc họp kéo dài hai ngày với sự tham dự của hàng trăm nhà nghiên cứu và sản xuất vắc xin để tìm phương án đối phó với đại dịch virus vũ hán. Bắc Kinh mở cửa trở lại sau Tết, dân vẫn e ngại dịch. Nhiều văn phòng và cửa hàng ở Bắc Kinh cũng như các khu vực khác của Trung Quốc cuối cùng đã mở cửa trở lại vào thứ Hai ngày 10 tháng 2 sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán được nới thêm để phòng tránh sự lây lan virus NCOV. Nhưng nhiều người lao động và khách mua sắm dường như vẫn chưa dám ra khỏi nhà vì còn e ngại đại dịch theo AP. Phóng viên AP ghi nhận có một vài dấu hiệu cho thấy các hoạt động trên đường phố Bắc Kinh được khôi phục. Mặc dù vậy, các đại lộ rộng lớn ở thủ đô của Trung Quốc vẫn rất vắng vẻ. Hàng ngàn chiếc xe đạp cho thuê xếp hàng dài khi hầu như không có khách hàng. Các điểm tham quan du lịch như Tử Cấm Thành tiếp tục đóng cửa các trường học im ắng, nhiều người chọn làm việc tại nhà để tránh tiếp xúc với đám đông. Mỹ kết tội 4 tin tặc thuộc quân đội Trung Quốc. Hoa Kỳ đã buộc tội 4 tin tặc thuộc lực lượng quân hạ giải phóng nhân dân Trung Quốc vì những người này đã tấn công cơ quan báo cáo tín dụng Equators vào năm 2017, làm ảnh hưởng đến gần 150 triệu người. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, William Barr thông báo sao theo SBS News. Đây là một sự xâm nhập có chủ ý và truy cập vào thông tin cá nhân của người dân Mỹ. Ông Barr nói khi công bố cáo trạng của bốn thành viên thuộc quận thuộc quân đội Trung Quốc liên quan đến một trong những vụ trộm cắp dữ liệu lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vào thời điểm vụ tấn công xảy ra năm 2017, Equifax đang lưu trữ thông tin của khoảng 147 triệu người với các thông tin về mã số an ninh xã hội, ngày sinh và giấy phép lái xe. Các tin tặc Trung Quốc đã dành nhiều tuần càn quét hệ thống của Equifax, xâm nhập vào mạng máy tính, đánh cắp bí mật của công ty và dữ liệu cá nhân. Mỹ không nối lại đàm phán với Triều Tiên trước tháng 11. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với các cố vấn của mình rằng ông không muốn có một hội nghị thượng đỉnh khác với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trước cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11 tới. CNN dẫn lời hai nguồn tin cho biết hôm thứ hai ngày 10 tháng 2 CNN cho rằng Tổng thống Trump đang tập trung cho chiến dịch tranh cử và vấn đề Triều Tiên không phải là ưu tiên của ông lúc này. Các thành viên trong chiến dịch của ông Trump cũng không tin rằng Triều Tiên là nhân tố ảnh hưởng nhiều tới số phiếu ủng hộ ông. Một quan chức quen thuộc với những nỗ lực của chính quyền Trump với Triều Tiên nói với CNN rằng các cuộc đàm phán hiện đã chết một quan chức khách cho biết thêm hiện có rất ít mong muốn theo đuổi thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Triều Tiên trước cuộc bầu cử vì những rủi ro khi khởi động lại các cuộc đàm phán vượt xa lợi ích tiềm năng của nó. Tổng thống Trump sắp thăm Ấn Độ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và phu nhân Melania sẽ thăm Ấn Độ vào ngày 24 tây và 25 tây tháng 2. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai ngày 10 tháng 2 theo Reuters, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Trump tới Ấn Độ, quốc gia dân chủ đông dân nhất thế giới và là láng giềng của Trung Quốc cũng như đồng minh cũ của Mỹ, Pakistan, ông chủ Nhà Trắng thứ 45 sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm. Một phát ngôn viên của nhà trắng cho biết. Chín thành viên một gia đình Hồng Kông đều nhiễm virus Vũ Hán. Chín thành viên của một gia đình Hồng Kông đã bị nhiễm Vũ Hán virus sau khi cùng dùng chung một nồi lẩu trong một bữa tiệc ăn năm mới, các quan chức cho biết hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 2. Theo đó, hai thành viên của gia đình, một nam thanh niên 24 tuổi và bà của anh này ở độ 90 được xác nhận nhiễm virus Vũ Hán, trong khi 7 thành viên gia đình còn lại cũng cho kết quả dương tính sau khi kiểm tra sơ bộ. Các quan chức cho biết gia đình này là một bộ phận tham gia trong một bữa ăn tiệc gồm 19 người được tổ chức trong kỳ nghỉ Tết nguyên đáng vừa qua. Nhiều hội trợ lớn ở Trung Quốc dời lịch vì virus corona. đời cho hay, ủy biên, ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc thông báo tính tới hết ngày Chủ nhật đã có thêm 91 trường hợp tử vi vì virus Vũ Hán và có 2.618 ca nhiễm bệnh mới đây ở tỉnh này đưa tổng số người chết vì loại virus nguy hiểm ở tỉnh miền Trung Quốc lên đến 1871 người. Hàng chục hội trợ thương mại lớn của các hội nghị công nghiệp ở Trung Quốc đã bị hoãn lại do đại dịch virus ở Vũ Hán. Các sự kiện này trong quá khứ từng tạo ra các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la. Hội trợ thương mại lớn nhất và lâu đời nhất ở Trung Quốc, hội trợ Canton đã hoãn tổ chức cho đến khi có thông báo mới theo kế hoạch ban đầu của hội trợ này dự kiến khai mạc vào ngày 15 tháng 4. Vào năm ngoái, hội trợ Canton đã giúp đạt tới các thỏa thuận trị giá 29,7 tỷ đô la. Các nhà tổ chức hội trợ hàng hóa xuất nhập khẩu Đông Trung Quốc dự kiến sẽ được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 1 tháng 4, cho biết họ sẽ hoãn lại dự kiện này và sẽ chưa biết thời gian nào có thể tổ chức hội trợ ECIEC thường thu hút các nhà sản xuất hàng may mặc và đồ gia dụng năm ngoái hội trợ này công bố các giao dịch trị giá 2,3 tỷ đô la. Bão Sabin đổ bộ, nhiều chuyến bay tại Âu Châu bị hoãn khoảng 180 chuyến bay đến từ sân bay Frankfurt đã bị hủy vào Chủ nhật ngày 9 tháng 2 vì sự hoành hành của siêu bão Sabin đang tấn công nước Đức và gây ảnh hưởng tới nhiều nước châu Âu khác theo Reuters. Người phát ngôn viên công ty điều hành bay Fraport cho biết số lượng bay bị hủy chiếm khoảng 15% trong số khoảng 1.200 chuyến bay theo kế hoạch và ngoài Frankfurt. Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng khoảng 140 chuyến bay hơn 1 phần 10 tổng số chuyến bay theo lịch trình vào thứ hai đã bị hủy. Cơn bão Sabin cũng đã khiến việc đi lại bằng đường hàng không bị gián đoạn ở Hà Lan và Anh. Nhà điều hành Deutsche Bahn đã đưa ra cảnh cáo về sự gián đoạn nghiêm trọng trong các dịch vụ vận tải đường sắt. Họ cho biết họ sẽ dừng các chuyến tàu đường dài qua Đức bắt đầu từ 17 giờ ngày Chủ nhật. Kế hoạch phóng vệ tinh của Iran tiếp tục thất bại. Hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 2, Tehran lại tiếp tục thất bại trong việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo Fax News đưa tin dựa trên thông tin từ truyền hình nhà nước Iran. Tên lửa mang vệ tinh Jafra, một của Iran được phóng đi, Tại khu vực Aiman Khomeini, Spaceport thuộc tỉnh Seaman cách Tehran 230 km về phía đông, truyền hình và nước Iran cho hay tên lửa này không đưa được Jaffa lên quỹ đạo vì tốc độ thấp. Trước vụ phóng vệ tinh thất bại này, Tehran cũng đã không thành công hai lần phóng vệ tinh Payman và Doshi vào năm ngoái. Washington cho rằng kế hoạch phóng vệ tinh lên quỹ đạo nằm trong chương trình thúc đẩy việc phát triển tên lửa đạn của Tehran. Hai người lính Mỹ thiệt mạng, sáu người khác bị thương tại Afghanistan. Quân đội Hoa Kỳ thông báo hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương sau khi một người đàn ông Afghanistan mặc đồng phục tấn công bằng súng máy. Sự việc xảy ra vào hôm thứ Bảy, ngày 8 tháng 2 ở tỉnh Nagarhar, phía đông Afghanistan, theo bản thông tin hôm Chủ nhật của AP. Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết một binh sĩ của họ cũng thiệt mạng vì ba binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công này. Một thành viên của Hội đồng tỉnh Nagahar nói với AP rằng tay súng tấn công lính Mỹ Afghanistan đã bị giết. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông tin hai lính Mỹ thiệt mạng là hai người có cấp bậc thượng sĩ và cùng ở tuổi 28. Peter Vũ và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Hẹn quý vị kỳ tới. Kính chúc quý khán thính giả gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương